Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với buổi livestream công thức, chia sẻ về công thức ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn để đạt được sự thành công về tài chính, sức khỏe và mối quan hệ. Thư, người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này, thì xin được tự giới thiệu. Thư họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú, thành viên của nhóm học tập E, nhóm học tập E của chúng ta với hai vị nhóm trưởng doanh nhân rất là thành công là doanh nhân Mr. Bá Bảo và doanh nhân Miss Ánh Nhung. Còn câu lạc bộ trí tuệ ưu tú của chúng ta thì được sáng lập bởi doanh nhân Miss Thanh Tú và anh doanh nhân Mr. Công Minh, các anh chị ha. Rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn các anh chị đã có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. Các anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen mà các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có, hay chỉ đơn giản là muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của mình, thì hãy tag họ ngay vào phần comment của livestream này các anh chị nha. Rồi, vô cùng tuyệt vời. Thư cũng xin một vài phút để tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình các anh chị ơi. Anh chị nào đã tắt xong những người bạn thân yêu của mình rồi thì comment kiếm số 1 cho Thư thấy nhé. Siêu tuyệt vời. Anh chị chúng ta có thành công thì gì thì có thể comment lên phần chat để Thư ăn mừng thành công với các anh chị chúng ta nha. Vô cùng tuyệt vời luôn các anh chị ơi. Rồi, các anh chị chúng ta đã hoàn thành rồi, chúng tag xong những người bạn thân yêu của mình rồi, gia đình thân yêu của mình rồi, thì comment phím số 1 cho Thư thấy nhé. Rồi, vô cùng tuyệt vời luôn các anh chị ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái bước thứ hai, anh chị hai, cái bước thực hành thứ hai. Thưa và các anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái thói quen của người thành công, đó là ra quyết định. Thư và các anh chị chúng ta nhắm mắt lại 31 đến 3 phút để nghĩ về cái kết quả mà chúng ta mong muốn khi mà tham gia cái buổi chia sẻ này các anh chị ha. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi, chúng ta quay trở lại trước màn hình các anh chị nha. Các anh chị chúng ta có mặt quay trở lại trước màn hình nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái quy luật tiếp theo các anh chị ha, đó là quy luật tập trung.
để chúng ta có được những cái chiến lược sống được một cuộc sống thịnh vượng các anh chị nha. Bao nhiêu chùm xôn chị, chúng ta đã sẵn sàng cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay rồi, chúng ta comment sẵn sàng nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái quy luật tiếp theo anh chị ha. Thì những ngày trước thì chúng ta đi qua quy luật gì ạ? Đầu tiên thì mình đi qua quy luật nào anh chị ơi? Luật hấp dẫn ha. Rồi hôm và cái quy luật tiếp theo mình đã đi qua là gì ạ? Quy luật nhân quả. Hôm nay chúng ta sẽ đến với quy luật tập trung anh chị. Khái niệm quy luật tập trung là cái gì tập trung, cái đó sẽ mở rộng. Vậy thì khi mà chúng ta biết về cái quy luật tập trung này rồi thì chúng ta sẽ vận hành quy luật này như thế nào? Chúng ta cần phải tập trung vào cái điều gì? Chúng ta phải tập trung vào cái hành động gì để cuộc sống của chúng ta nó ngày càng gia tăng về tiền, về tài sản, về sức khỏe, về mối quan hệ, cũng như là mình gia tăng về những cái điều mà mình mong muốn ạ. Và anh chị nhớ là 6 quy luật vũ trụ sẽ tác động qua lại với nhau. Quy luật nào cũng quan trọng hết, chứ không phải là mình thấy cái quy luật nào ứng dụng tiền về thì mình học, cái nào nó không về tiền thì mình không học. 6 cái này nó đều liên quan và có sự kết nối với nhau. Nên là chúng ta chỉ cần không biết một cái quy luật thôi, nghĩa là mình sẽ vi phạm một cái quy luật thôi là cái cuộc sống của mình nó đã không được thuận lợi. Các anh chị nha, anh chị lưu ý rõ cái điều này nha. Giống như hôm trước giờ anh chị ha, trước khi đến với môi trường câu lạc bộ thì chúng ta mới biết là cái quy luật nhân quả thôi. Mình sống rất là tốt đời đẹp đạo đúng không ạ? Nhưng mình mãi chưa có thành công, mãi vẫn chưa có giàu có. Và môi trường câu lạc bộ, vào môi trường câu lạc bộ mình mới nhận ra là ồ, thì ra là còn 5 quy luật còn lại nữa mà mình không có biết. Và chính vì mình không biết hết tất cả các quy luật của vũ trụ, thành ra là mình sống không có đúng. Nhiều khi là mình nghĩ cái điều đó nó đúng nhưng mà mình làm nó lại không ra kết quả. Anh chị hiểu là thì ra và đến với câu lạc bộ anh chị hiểu là có 6 quy luật rồi và nó liên kết mắt xích với nhau. Chúng ta cần phải học, phải hiểu, chúng ta phải nghiêm túc làm theo, ứng dụng theo, tôn trọng, tuân theo các quy luật vũ trụ thì cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng đi lên, phát triển lên các anh chị nha. Rồi giống như sức mạnh tiềm thức đó các anh chị, mình có thể thay đổi được nhưng các quy luật vũ trụ là cái điều mà mình không thể thay đổi được, nên chúng ta phải học cách đi theo những cái quy luật này được không ạ? Và trong cái buổi chia sẻ này anh chị, tôi sẽ chia sẻ cho các chị cái cách, những cái cách, những cái bí kíp mà mình cần làm gì để mình có những cái thói quen gì, những cái hành động gì, và chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ gì để mà gia tăng tiền chị ha. Để mà gia tăng tiền anh chị, gia tăng cái tài sản của mình và cũng như là mối quan hệ và sức khỏe của mình, cũng như là những cái điều mà chúng ta mong muốn. Có một ở đây có một cái comment Thư thấy là chị đó hỏi là mới học ngày đầu tiên thì bây giờ phải học cái bước đầu tiên, cái buổi đầu tiên xem lại cái làm thế nào để học được lại cái chủ đề cái buổi đầu tiên. Thì anh thì chị liên hệ cho người bạn của mình đã gửi link Zoom, đã gửi cái chia sẻ cái buổi livestream này cho anh chị nha, để mà mình nhận cái đường link xem lại video vào những cái ngày hôm trước nha. Quay về nhóm học tập của mình, chị quay về nhóm học tập của mình, cái nhóm mà chị nhận được cái đường link này nè, xem chị xem là ai gửi link và mình liên hệ cái người bạn đó để mà hỗ trợ cho mình học tập nha. Rồi anh chị, cái thói quen đầu tiên các anh chị ghi nha, nếu như mà chúng ta muốn gia tăng tiền anh chị ha, nếu chúng ta muốn gia tăng tiền thì chúng ta phải tập trung gia tăng tiền thôi. Câu hỏi là câu trả lời đó, mong muốn gia tăng tiền thì cái gì tập trung, cái đó mở rộng. Thì bây giờ mong muốn cái việc anh chị nếu, nếu thì bây giờ anh chị muốn cái việc gia tăng tiền, tại vì mọi người đa số hay tập trung là chi tiền nhiều hơn, xài tiền nhiều hơn, tiền chưa về là đã có ý định là mua đôi giày nào, túi nào, bộ đồ nào hay là gì ạ? Trả cho hóa đơn, trả trả nợ. Và anh chị thấy quen mà tiền chưa về đến nơi là anh chị nghĩ đến cái chuyện là tiêu xài nó rồi, đúng hay rất đúng ạ? Nên là cái thói quen đầu tiên để mà khi anh chị mong muốn gia tăng tiền là anh chị phải tập trung vào cái việc gia tăng tiền. Đầu tiên mình phải có ý niệm suy nghĩ đó chính là gì anh chị ơi? Bỏ quỹ tự do tài chính ngay.
rồi cái số còn lại chi tiêu sinh hoạt, rồi những cái khoản khác là những cái thứ hai thôi anh chị ha. Việc đầu tiên là phải trả cho mình trước anh chị, nhân tiền một cái là mình phải trả cho mình trước anh chị nha. Bỏ quỹ tự do tài chính đầu tiên, và cái ý niệm từ xa là gì ạ? Tháng này tôi kinh doanh về để gia tăng tài sản. Tài sản giống như là hôm trước Thư chia sẻ đó, có hai loại hữu hình và vô hình. Cần đầu tư tài sản nào để tạo ra nhiều tài sản hơn, hạnh phúc hơn anh chị? Vâng, đó chính là đầu tư vào cái tài sản vô hình nha. Vô hình là những cái gì ạ? Trí tuệ của mình nè, tâm nhìn của mình, những cái mối quan hệ nè, sức khỏe nè. Chứ bây giờ mình không có sức khỏe, mình không bằng ăn gì được đâu, đúng không ạ? Bây giờ mình có nằm trên núi tiền, núi bạc mà không có sức khỏe thì sao anh chị? Cũng chịu thôi chứ sao giờ. Đây là cái việc đầu tiên khi mà Thư nhận được tiền nha. Phải đến khi Thư vào câu lạc bộ nha, Thư mới thực hành được cái điều này một cách mỹ mãn với anh chị. À, khi mà đến câu lạc bộ, khi mà nhận được tiền á, thì tháng đó anh chị, cái đây cái ngày cái việc đầu tiên đó chính là đầu tư vào sức khỏe của mình anh chị ha. Và các anh chị biết là các doanh nhân câu nhóm trưởng câu lạc bộ nhà mình á, là chi một tháng là khoảng 20 đến 30 triệu cho cái việc chăm sóc sức khỏe của mình là các anh chị nha. À, mọi người trong các anh chị doanh nhân trong câu lạc bộ nhà mình, từ các anh chị nhóm trưởng cho tới các anh chị học viên, à, anh chị thành viên lâu á, thời gian lâu rồi thì cũng đều là mua những cái nguồn dinh dưỡng, đầu tư vào sức khỏe trước. Tại vì có sức khỏe thì mới tạo ra được tài sản cho anh chị nha. À, và cái tùy tùy cái tình tùy cái tài chính của mỗi người các anh chị, thì với các vị doanh nhân nhóm trưởng thì sẽ đầu tư biết là khoảng 20 đến 30 triệu đó. Doanh nhân Mít Thanh Tú nhà chúng ta là như thế đó các anh chị nha. À, tại vì đầu tư 20 30 triệu nhưng mà cái số mình, cái lợi nhuận mình kiếm lại được thì sẽ 20, 30, 40 lần, thậm chí là 50 lần gấp đó so với cái tiền mà mình đã chi ra cho anh chị. Anh chị tại vì làm kinh doanh đó, bây giờ mà không có sức khỏe thì làm sao mà làm anh chị ha. Thậm chí anh chị đi làm cơ quan hay là đi làm văn phòng thì có cần có sức khỏe không ạ? À, làm mình không có sức khỏe là làm xíu mình hà hơi hơn chị ha. Hôm trước có một chị chia sẻ với câu lạc bộ như thế này anh chị, trời ơi em, chị ngưỡng mộ mấy anh chị, các anh chị doanh nhân nhóm trưởng ghê luôn. Cái anh chị doanh nhân mới hỏi là ơ sao vậy chị, trời ơi sao một ngày á mà các doanh nhân có thể nói chuyện mà từ sáng đến tối mà gọi là liên thuyên luôn, sao mà mọi người nhớ hay vậy, sao mà chữ là nó ào ạt nó tuôn ra ở đâu ra vậy các anh chị ha. Thì sao nói, sao mọi người nói một ngày cho luôn mà có thể nói là vào trong cái buổi Zoom rồi rồi gọi là có những cái cuộc trò chuyện trao đổi với khách hàng nữa. Thì anh chị, thì đây cái bí kíp này chia sẻ với các anh chị, đầu tiên là mình phải luyện tập với các anh chị, và cái thứ hai là mình phải có được cái thể lực. Bây giờ anh chị mà thử ha. À, hôm bữa có một chị trong câu lạc bộ nha, chị thử làm giống như các doanh nhân. À, làm theo doanh nhân Thanh Tú ha, là làm là ngồi làm livestream một tiếng thôi là gọi là chỉ nghỉ xả hơi 5 ngày luôn anh chị, chịu không nổi anh chị ấy. Mới như vậy thôi mà anh chị không làm được thì làm sao mà có thể mình thành công được, sao mình kinh doanh được anh chị biết không? Doanh nhân với Thanh Tú chúng ta một ngày là gọi cho khách hàng, à, nói chuyện với đối tác nè, hay là khách hàng của mình đó là từ 5 đến 10 người một ngày. Và Miss Thanh Tú á, trung bình mỗi một cuộc gọi như vậy là 15 đến 30 phút. Xong rồi Miss Thanh Tú còn có cái buổi Zoom sáng nè, Zoom 90 ngày nè, nhóm rèn luyện á, Zoom trong nhóm rèn luyện, rồi và buổi Zoom 19 giờ 30 nữa. Nhưng như vậy là đâu phải hết đâu anh chị. Ngoài cái thời gian đó, thì ngoài cái thời gian mà trong cái buổi chia sẻ trực tiếp ra, thì Miss Thanh Tú còn gọi cho những cái khách hàng của mình, mà còn phải duy trì cái việc phát triển tư duy trí tuệ nữa, chứ không phải là kiến thức đâu có từ trên trời rơi xuống đâu, mà nói để chia sẻ cho các anh chị đây đúng không ạ? Đấy, Miss Thanh Tú làm việc một ngày là từ 14 đến 18 tiếng một ngày anh chị ơi. Nhưng anh chị thấy là năng lượng, anh chị vào cái buổi Zoom của Miss Thanh Tú rồi đúng không ạ? À, năng lượng vẫn tràn trề. Anh chị nào chưa vào thì liên hệ ngay với người bạn của mình, chưa có bạn liên hệ ngay với Thư nha, để được nhận cái quyền lợi này. Cái buổi chia sẻ của Miss Thanh Tú là hoàn toàn miễn phí các anh chị nha. Buổi Zoom giao giá trị cộng đồng tại câu lạc bộ chúng ta là hoàn toàn miễn phí, nên là
anh chị hãy cho phép mình gặp gỡ người thành công nha anh chị ha. Chứ và các anh chị đấy thấy đó, các vị doanh nhân hay là Miss Thanh Tú không có cái dấu hiệu là không có năng lượng đúng không? Không có cái dấu hiệu là không khỏe đâu đúng không? Có nhiều người nói là làm thế tiền để đâu cho hết, hỏi các vị doanh nhân như thế các anh chị ha. Dạ vâng, vẫn hết như thường các anh chị ơi, có rất là nhiều chỗ để các anh chị. Nhiều anh chị nói chứ, nói với các vị doanh nhân là các vị doanh nhân nhắm chỗ là trời ơi sao em làm như thế, hao mòn sức khỏe sao, tận hưởng đi đấy. Nhiều anh chị nói như thế. Ủa em làm cái công việc gì mà tụi em làm công việc việc gì mà cực thế, 4:30 sáng đã dậy rồi, 11, 12 giờ đêm mới ngủ, mà 4 giờ ngủ có 4 tiếng à. Thường thì các vị doanh nhân anh chị hay là doanh nhân mới sinh đố của chúng ta là 12 giờ ngủ, 4 giờ dậy rồi, 4 giờ 15, 15, 20 là dậy các anh chị ha. Và sao anh chị? 11 giờ ngủ anh chị ha. 11 giờ, 11, 12 giờ mới ngủ, 11 giờ là xong hết tất cả các buổi zoom, các zoom đặt hàng luôn rồi. Thì sau đó là Miss Thanh Tú cũng dành thời gian đọc sách này kia nữa. Đấy. Rồi cái nhiều anh, rất nhiều anh chị hỏi như thế, làm sao sao phải khổ thế? Thì doanh nhân với Thanh Tú luôn rất là nhẹ nhàng thôi các anh chị. Nghe cái câu hỏi như vậy thì cười và cũng trả lời lại, thế thấy công việc của chị ngủ nhiều, ngủ sớm, sáng dậy muộn, tối ngủ sớm thì có sướng không? Thế là chị, cái chị đó chị trả lời là ha. Thấy cái bây giờ chị nói là các vị doanh nhân nhóm trưởng nhà chúng ta khổ đúng không, câu lạc bộ chúng ta khổ, sao khổ thế? Bây giờ thì Miss Thanh Tú mới quay lại hỏi là thế bây giờ 10 giờ đêm chị ngủ, 6 giờ sáng chị dậy đi làm rồi đã sướng chưa? Chưa thấy sướng đâu hết. Vậy sao nói các vị doanh nhân nhóm trưởng câu lạc bộ mình khổ được đúng không ạ? Ở đây các vị doanh nhân nhà chúng ta anh chị sướng, thứ nhất là vì mọi người đang làm vì đam mê, làm việc vì đam mê các anh chị. Cái thứ hai đó là các vị doanh nhân đang làm những cái việc mà 20% mà tạo ra kết quả 80% đó. Nên cái việc đầu tiên là anh chị có một cái đầu tiên anh chị có lợi nhuận đúng không, anh chị nhớ là phải đầu tư cho sức khỏe của mình liền anh chị. Giống như là anh chị cho Thương hỏi nè, anh chị đi làm cả ngày, giả sử tối về anh chị không có đủ cái thể lực đi, anh chị vào học anh chị nghe nó cứ ong ong cái đầu á. Và những cái anh chị nào mà sáng sớm dậy, có một số anh chị lúc mà chưa quen cái anh chị, cái lúc mà chưa quen á, hay dậy sáng sớm rồi cùng mọi người đọc sách ha, và có bảo với các anh chị doanh nhân hay là những người bạn của mình là em ơi chị mắc ói quá em, cái thì mọi người mới trời cũng 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 hơi bất ngờ và hỏi ôi sao sao vậy chị. Thì chị nói chị buồn nôn quá, thì các anh chị biết là do không quen á các anh chị ha, chị kêu là vô chóng mặt. Vô ngang cái doanh nhân nhóm trưởng một xíu là một doanh nhân thành thấy hai doanh nhân luôn các anh chị ha, tại chưa quen anh chị không có sức. Ta nói thì các anh chị ơi như vậy là thua rồi, chưa làm ăn kinh doanh gì, mới có nạp kiến thức thôi mà như thế thôi là xong rồi ha, mà từ từ nó quen anh chị. Cái đó chỉ là cái phản ứng bình thường thôi. Ngày trước các vị doanh nhân khi mới bắt đầu thì cũng như vậy mà, bình thường các anh chị ha, bình thường như con đường hộp sữa luôn. Quan trọng là chúng ta vượt qua cái giai đoạn đầu tiên đó là thành công rồi đó. Nên là anh chị thấy sức khỏe quan trọng không? Thì anh chị Miss Thanh Tú chúng ta có một cái, có ở trong dòng họ đó, trong họ hàng đó là có một cái người bác anh chị ha rất là thành công luôn, mà nhưng mà bây giờ không đi máy bay được các anh chị. Có bây giờ có tiền, có con ở bên Mỹ, ở bên nước ngoài luôn, đón qua thăm, qua chơi, qua sống luôn, nhưng mà không, như là muốn đón con, đón ba mẹ qua đó nhưng mà không có đi được các anh chị, tại vì bây giờ bác đó không có ngồi được, ngồi không có lâu được. Bây giờ thì cả tài sản kích xù như thế, giàu nứt đố đổ vách như thế nhưng cũng đâu có xài được đâu anh chị. Tại vì ngày xưa anh chị, cái người bác này của Miss Thanh Tú á, là khi còn trẻ á, là lao động mà bào mòn sức khỏe, lao động để nuôi con á. Xong rồi thời điểm đó không có sự hiểu biết anh chị,
Tại vì trước ông bà mình không có ai nói cho họ biết hết. Thời điểm đó họ chỉ cố gắng thoát nghèo nè, họ cố họ làm để có tiền nuôi con cái, có tiền cho con một cái môi trường sống tốt đẹp thôi. Cho nên là rất là thương các anh chị ha. Thì cái người bác đó thì mới 60, 70 gì đó thôi, nhưng mà đã không khỏe như thế rồi. Thì rất là thương đó các anh chị. Mình nghe mình cũng thương không anh chị. Chính và chính khi mà Miss Thanh Tú á, nhìn họ anh chị, thì Miss Thanh Tú mới nói rằng á, là bản thân của Miss Thanh Tú là phải yêu thương và chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Sau đó là phải kiếm thật là nhiều tiền để có thể chăm sóc cho bố mẹ của mình nữa. Đấy. Quan trọng nha các anh chị, sức khỏe rất là quan trọng. Chúng ta chỉ có một cái cơ thể duy nhất này thôi. Ok, anh chị đi kinh doanh nha, anh chị không thành công, anh chị làm lại được. Chứ cái cơ thể này á, mà nó xuống rồi là xong rồi đó các anh chị. Mình có chơi được màn màn 2, màn 3 giống như mình chơi game không à? Nè, mình có mua được mạng mạng 2, mạng 3 không anh chị, hay là chỉ có một lần thôi? Màn 1 mà mình game over là coi như xong rồi đó. Đâu có hồi sinh đâu. Chơi game thì tắt máy chơi lại. Chứ cái này tắt là tắt luôn anh chị nha. Tắt là tắt luôn, không có chơi lại được. Bao nhiêu trong số anh chị chúng ta thấy đúng đâu ạ? Ừ. Nên là nhiều anh chị nói là sức khỏe chị khỏe lắm em ơi. Dạ, khỏe hay không á, sau này mới biết. Khỏe hay không thì nằm ở cái tuổi 50, ngoài 50. Thậm chí là có mấy anh chị ngoài 30, 40 là bắt đầu là như mấy ông cụ, bà cụ 70, 60, 70 rồi đó. Đụng cái là cô chị đau quá em. Ngồi chép livestream mà mỏi tay quá. Hỏi anh chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị mới có 30 tuổi mà mọc rồi, mỏi tay, rồi đau xương khớp, rồi xương bẻ rạch rạch. Nghe hết hồn luôn các anh chị. Đó là những anh chị nào hiện tại chúng ta đang không có yêu thương bản thân mình á, chúng ta hãy bắt đầu có những cái thái độ đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn và những cái việc yêu thương, về những cái việc mà yêu thương bản thân anh chị. Cái cơ thể này là cái nơi duy nhất cho các anh chị sự sống và là cái nơi duy nhất để các anh chị làm việc kiếm tiền. Bây giờ thử hỏi anh chị nha, lúc anh chị không được khỏe, nằm một đống ở trên giường á, ví dụ đang bị sốt như thế này thế kia, cái anh chị mong muốn nhất là gì? Lúc đó anh chị có mơ ước nhà lầu xe hơi hay là những cái chuyến đi vòng quanh thế giới không? Lúc đó anh chị ước điều gì? Ví dụ là cầm tô cháo lên nhưng mà cái tay run run rồi hay cầm cái viên thuốc mà cũng tay run rồi sao uống đây? Lúc đó anh chị ước gì điều gì? Lúc đó mình ước là mình có thêm nhiều đơn hàng không? Có ước là nhiều tiền nữa không? Hay là chỉ ước mình có sức khỏe thôi? Đúng rồi. Nên là hãy biết ơn cái sức khỏe của mình các anh chị nha. Và ngoài cái biết ơn ra, chúng ta phải có những cái hành động đúng. Đầu tiên là chúng ta phải có cái sự hiểu biết về cái việc yêu thương bản thân. Có cái suy nghĩ đúng về việc chăm sóc sức khỏe của mình. Bắt đầu là mình phải cho mình những cái thói quen ăn uống nè, cái lối sống sinh hoạt lành mạnh nè, nó phải đúng và phải nạp cho cơ thể mình những gì mà cơ thể mình cần. Những gì mà chúng ta đưa vào mà nó không cần á thì nó đâu có chịu đâu anh chị. Nếu anh chị mong muốn cái cỗ máy của anh chị nó chạy đến năm 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi anh chị, mà anh chị vẫn vòng quanh thế giới, anh chị vẫn trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời á, thì anh chị phải bắt đầu có cái sự đầu tư ngay từ bây giờ anh chị nha. Phải hiểu đúng anh chị. Còn không á, là ngoài 30, 40 cái là coi như là lúc này á, là chạy hết chỗ này đến chỗ chỗ kia. Ok không ạ? Nên là cái việc đầu tiên là về việc đầu tư cho sức khỏe các anh chị nha. Cho cái tài sản vô hình của mình và cả cái trí tuệ nữa. Bây giờ không có sức khỏe, không có trí tuệ, lấy sức ra mình kiếm tiền. Có nhiều chị là rồi có nhiều anh chị là ôi anh chị không có cái gì ngoài cái thân trong này em à, thì thiệt với các anh chị luôn là báo động đó, tối ngày này kia anh chị thay đổi ngôn từ lại chút nha, không có chỉ có trâu với bò. Nhiều anh chị khỏe như trâu á, chị cài như trâu, em yên tâm sức của chị là coi như là khỏi phải bàn đấy. Mình anh chị chúng ta hãy phát triển trí tuệ lên,
Mình làm việc thông minh anh chị ha, mình phải làm việc thông minh. Nếu như anh chị càng mà không có sức khỏe, không có phát triển kiến thức tầm nhìn và làm những cái việc mà 20% để tạo ra cái kết quả 80%, thì bây giờ mình anh chị bây giờ mình gọi là mình vỗ béo cái cơ thể của mình đi ha, mình chăm sóc nó đi, mình nuôi dưỡng, gọi là bồi dưỡng cho nó đúng không, mình đem nó ra xong rồi mình lại đem nó ra, mình cứ bào mòn nó, nên là cái sức khỏe và cái trí tuệ đó, nó phải song hành với nhau. Bao nhiêu trong số anh chị chúng ta hiểu được cái điều này, chúng ta tốt nghiệp được cái bài học này thì comment tôi đi ạ. À, có rất nhiều người á đầu tư cho trí tuệ nhưng mà không có đầu tư cho sức khỏe, sức khỏe không quan tâm. Có những người đầu tư cho sức khỏe thì trí tuệ lại không quan tâm. Nên là bây giờ chị làm chị làm việc 12 tiếng thì tháng có 10 triệu, mà bây giờ chị làm 16 tiếng em. Đấy, có sức khỏe nhưng mà dùng để bào sức của mình thì nó không tốt đâu. Bây giờ mình đi kinh doanh, tối ngày á mình phát triển mối quan hệ kiến thức này kia quá trời luôn mà mình không chịu chăm sóc sức khỏe thì nó cũng cũng như không. Hai cái nó phải song song ha với nhau anh chị nha. Đó là sau đó thì mình mới tiến tới đầu tư cho cái tài sản của mình thì anh chị mới tận hưởng được. Tài sản mình ngày càng gia tăng, ngày càng nhiều lên, mình dùng tiền đó mình tận hưởng cuộc sống. Chứ bây giờ mà mình nằm trên giường bệnh thì tận hưởng cuộc sống cái gì nữa nha anh chị nha. Đó, nên là cái thói quen đầu tiên là có cái điều này nè anh chị. Ngày trước Thư cũng nghĩ như thế anh chị, nghĩ là làm sao để có một cái bí kíp nào đó mà giúp cho mình có thể đạt được tất cả những cái điều mình mong muốn. Và có một sự thật anh chị nha, anh chị ghi đi ạ, ghi cái sự thật này vô vở. Sự thật là chúng ta chỉ có thể đạt được tất cả những gì mà chúng ta mong muốn. À chúng, sorry các anh chị, chúng ta không thể đạt được tất cả những gì mà chúng ta mong muốn đâu, nhưng chúng ta đạt được chính xác những gì mà chúng ta tập trung vào. À chúng mong muốn thì có cả ngàn cái anh chị, nhưng cái điều gì anh chị tập trung vào, tập trung năng lượng, cảm xúc, tập trung cái hành động thì anh chị sẽ có nó. Anh chị quan sát cuộc sống của mình đi, năm 2024 này anh chị sẽ có cái điều gì? À anh chị sẽ có cái điều gì trong cuộc sống của mình, về tiền bạc, về tài sản, về mối quan hệ, về sức khỏe? Anh chị đã có cái điều mình thật sự mong muốn ở trong cái tâm trí của mình chưa? Cái bản tầm nhìn của anh chị nè, cái tập trung của anh chị có tập trung vào nó mỗi ngày không? Và bao nhiêu trong số anh chị chúng ta tập trung vào cái bản tầm nhìn của mình đâu ạ? À? Hả anh chị? Ừ? Có nhìn nó mỗi ngày không? Có xem nó mỗi ngày không ạ? Hay là hồi đầu năm đó mình liệt kê ra, mình thiết kế ra xong rồi mình để đó. Cái tâm mình ở đâu quá anh chị? Thì cái anh chị, tâm mình ở đâu thì kết quả mình ở đó. Cái tâm mình ở đâu thì cái cuộc sống mình ở đó. Xung quanh mình sẽ có rất nhiều thứ nha, quan trọng là anh chị tập trung vào cái điều gì thì mình sẽ có được cái điều đó trong cuộc sống của mình. Anh chị quan sát lại cuộc sống của mình đi ạ. À, những cái gì mình đang có phải là những cái điều mà anh chị đang tập trung không? Chúng ta vận hành cuộc sống của mình anh chị thông qua cái suy nghĩ của mình, cái cảm xúc của mình, cái lời nói, cái hành động của mình. Tất cả những gì chúng ta đang có ở hiện tại là tất cả những gì chúng ta đang tập trung vào. Cho nên khi mà Thư quan sát cái cuộc sống của một cái vị doanh nhân chúng ta nha, quan sát cuộc sống của một người nào đó là phải biết được tại sao mà họ lại hạnh phúc, giàu có, tại sao họ lại không hạnh phúc và giàu có. Đó là cái cách vận hành của cuộc sống. Chúng ta tập trung cái gì? Chúng ta suy nghĩ, chúng ta tập trung suy nghĩ, lời nói, hành động, cái cảm xúc của mình á, vào cái điều gì thì sẽ nhận được cái điều đó. Mình sẽ có được cái điều đó trong cuộc sống của mình, và những gì chúng ta nhận trong cuộc sống đó, nó bằng chính xác những gì mà chúng ta cảm nhận. Nên nếu như mà anh chị nào mà chúng ta tập trung vào gia tăng tiền thì anh chị sẽ thấy là vô vàn cơ hội. Và nếu anh chị tập trung vào sự thiếu thốn, vào những cái khoản nợ thì anh chị sẽ thấy là toàn những cái khoản nợ, những cái thiếu thốn. Nếu anh chị tập trung vào gì ạ? À? Vun trồng và gieo
những cái hạt giống thành công hạnh phúc thì gia đình của mình, những cái mối quan hệ xung quanh mình sẽ cực kỳ hạnh phúc luôn. Nếu sức khỏe của mình đó anh chị ha, nó đang không được dồi dào thì anh chị phải quan sát lại, quan sát lại cái suy nghĩ của mình, cái lời nói, cái hành động, cái sự tập trung của mình các anh chị nha. Rồi và Thư cùng các anh chị nhớ không ạ? Đầu tiên chúng ta ôn lại, đã đến cái thời gian mà Thư phải chào tạm biệt các anh chị trong ngày hôm nay rồi, thì Thư sẽ hẹn các anh chị vào chia sẻ tiếp. Mình học tập là một hành trình mà các anh chị ha, thành công là một hành trình, học tập là một quá trình các anh chị nha. Chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ đến với những cái nội dung tiếp theo. Thì ngày hôm nay trong cái quy luật tập trung này, các anh chị nhớ giúp Thư là anh chị muốn gia tăng dòng tiền đúng không? Gia tăng về tiền á, thì anh chị phải thay đổi cái sự tập trung của mình lại. Bây giờ mình nhận tiền có một cái để mình thực hành là gì? Mình phải tập cái chuyện là chi trả cho mình trước. Có tiền là mình phải nghĩ đến cái chuyện là đầu tư gia tăng tài sản, đó là cái gì? Mình bỏ tiền, trích tiền vào quỹ tự do tài chính của mình. Và ở đây mình đầu tư, cái mà mình cần đầu tư đó là những cái tài sản vô hình. Từ đó nó sẽ tạo ra cái tài sản hữu hình, vô hình của mình. Hai cái mình cần phải đầu tư song song là gì? Sức khỏe và trí tuệ. Đúng không ạ? Rồi, vô cùng tuyệt vời. Thư xin gửi lời chúc anh chị, là chúc cho anh chị từ giờ cho đến hết ngày là thành công giàu có, hạnh phúc trọn vẹn. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ vào lúc 19:30 của câu lạc bộ Trí Tuệ Tú. Anh chị nào chưa biết cách tham gia thì hãy nhắn tin ngay cho người bạn của mình. Anh chị nào chưa có bạn thì hãy nhắn tin liên hệ ngay với Thư để được hỗ trợ đăng ký. Chương trình diễn ra hoàn toàn miễn phí các anh chị nha. Rồi, chúc cho các anh chị có thật là nhiều thời gian tuyệt vời ở bên cùng với câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay nha. Xin chào.